Chào các bạn, chủ đề của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là Telnet. Telnet là một kỹ thuật cho phép người quản trị có thể là kết nối từ xa tới thiết bị để phục vụ cho việc cấu hình. Thì thông thường là muốn cấu hình router, firewall hoặc là router của Cisco á, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái kết nối console, kết nối trực tiếp tới thiết bị thì mới có thể là cấu hình được. Thì trong quá trình đó thì nếu mà chúng ta có nhiều thiết bị vật lý như thế này thì cái kết nối thông qua cổng console phục vụ cho việc cấu hình trở nên phức tạp và rườm rà. Thì lúc này là chúng ta cần phải sử dụng tới cái công nghệ là Telnet. Thì với cái công nghệ Telnet này thì người quản trị có thể là cấu hình được tất cả thiết bị trên hệ thống. Thậm chí là từ xa này chúng ta cũng có thể cấu hình được tới những cái thiết bị thuộc những cái site khác. Dạ, từ khu vực Đà Nẵng nè, chúng ta vẫn có thể cấu hình được những cái thiết bị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bình Dương thông qua cái giao diện dòng lệnh kèm mệnh lệnh. Đó. Thì nó rất thuận tiện cho việc là chẩn đoán lỗi, khắc phục sự cố cũng như là nâng cấp bổ sung cấu hình cho thiết bị đang chạy trên hệ thống. Thì để thực hiện được cái phiên Telnet này thì chúng ta chỉ cần một cái máy tính mà hỗ trợ một trong những cái chương trình phục vụ cho việc là Telnet. Chẳng hạn là đối với hệ điều hành Windows á, thì chúng ta có thể sử dụng cái chương trình là Putty hoặc đơn giản nhất là sử dụng cái chương trình CMD. Thông qua chương trình đó chúng ta có thể Telnet được tới router switch, không những của hãng của Cisco, Juniper, HP và rất nhiều hãng khác đều hỗ trợ cái kỹ thuật Telnet này. Chẳng hạn như trong tình huống mà máy tính sử dụng hệ điều hành Windows mà chúng ta sử dụng chương trình Putty á, thì chúng ta chỉ việc khởi động cái phần mềm này lên, sau đó chúng ta sẽ gõ cái IP của thiết bị mà chúng ta cần Telnet tới. Chẳng hạn như trong tình huống này, router R1 của chúng ta có IP là 192.168.1.1 á, thì chúng ta chỉ việc khai báo IP của thiết bị cần Telnet là 192.168.1.1 tại trường hotname. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái loại kết nối connection type là Telnet, và sau đó chúng ta chỉ việc là nhấn vào nút open. Thì ngay sau đó là thiết bị nó sẽ hỏi chúng ta cái password để đăng nhập được vào cái con router này. Thì lúc đó nếu mà chúng ta xác thực thành công thì ngay lập tức nó sẽ cho phép chúng ta cấu hình vào thiết bị. Tuy nhiên để Telnet được vào con router R1 này thì trước đó là chúng ta phải sử dụng một cái máy tính kết nối console và router R1 để kích hoạt những cái dịch vụ Telnet lên. Thì đối với con router Cisco muốn bật cái dịch vụ Telnet là server lên á, thì chúng ta chỉ cần thực hiện 3 câu lệnh như sau. Thứ nhất là câu lệnh live vdwire 04, câu lệnh thứ hai là password abc, đây chính là mật khẩu Telnet của chúng ta, và cái câu lệnh thứ ba là câu lệnh login để ám chỉ việc sử dụng cái password mà chúng ta vừa định nghĩa để phục vụ cho việc xác thực Telnet. Thì ý nghĩa của cái câu lệnh là live vdwire 04 đó chính là nếu mà chúng ta muốn cho phép 5 người được quyền Telnet đồng thời tới con router R1 này thì chúng ta sẽ gõ cái từ khóa là live vdwire 04. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn cho phép 2 người được quyền Telnet đồng thời tới thiết bị router R1 mà thôi thì chúng ta sẽ gõ câu lệnh là live vdwire 01. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn một người được quyền Telnet tới thiết bị thôi thì chúng ta chỉ việc gõ live vdwire 0. Rồi sau đó tiếp tục gõ password abc và câu lệnh là login. Thì coi như là với 3 câu lệnh này coi như chúng ta đã kích hoạt thành công cái dịch vụ Telnet trên con router của Cisco. Rồi lúc này đứng tại máy tính á, muốn Telnet thành công tới con router R1 này thì điều kiện đầu tiên là máy tính nó phải ping được tới IP của con router R1, tức là phải giao tiếp được. Tức là trước đó chúng ta phải đặt IP cho máy tính, rồi kiểm tra kết nối là từ máy tính 1 nè, nó đã giao tiếp được với con router R1 hay chưa, 192.168.1. Rồi sau đó đứng tại máy tính chúng ta có thể sử dụng một số những cái phần mềm mà hỗ trợ Telnet Client để có thể kết nối được thành công tới con router R1. Thì một cái công cụ đơn giản nhất là chúng ta mở cái chương trình CMD lên và thực hiện câu lệnh là Telnet 192.168.1.1, và khi mà chúng ta enter một phát là ngay lập tức là thiết bị router R1 sẽ hỏi chúng ta cái mật khẩu đăng nhập Telnet là gì. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ đăng nhập cái mật khẩu là ABC ngay tại vị trí này. Thì có một cái lưu ý là khi mà chúng ta gõ cái mật khẩu á thì nó sẽ không hiển thị bất kỳ cái ký tự gì hoặc là ký tự đại diện là sao sao sao, mà đơn thuần là sau khi chúng ta gõ đúng thì chúng ta chỉ việc enter. Nếu mà password mà chính xác á thì ngay lập tức chúng ta sẽ vào được cái mode user của con router R1 này. Thì
Ở chế độ user thì chúng ta đã biết là chúng ta chỉ có thể thực hiện được những cái câu lệnh sâu và kiểm tra cấu hình của router R1 mà thôi. Chúng ta không thể cấu hình được bất kỳ cái thông tin nào thêm được nữa. Do vậy là chúng ta muốn muốn cấu hình được router R1 thì chúng ta sẽ phải vào một cái mode có đặc quyền cao hơn. Đó chính là mode Privileged Access Mode. Thì lúc này chúng ta cần phải thực hiện câu lệnh là Enable. Đó, tuy nhiên ngay sau khi chúng ta gõ câu lệnh enable thì mọi người sẽ gặp phải cái thông báo là password enable chưa được thiết lập. Đó, do vậy là bên cạnh đó là bên cạnh cái cấu hình bật cái dịch vụ telnet trên router R1 lên, chúng ta muốn người quản trị có thể cấu hình được con router R1 này nữa thì chúng ta cần phải khai báo thêm password enable. Đó, bằng câu lệnh là enable password, trong tình huống này là password của chúng ta sử dụng là 123. À, và lúc này ngay sau khi chúng ta gõ lệnh enable trên máy tính á, thì nó hỏi cái thông tin mật khẩu enable là gì. Thì lúc này chúng ta chỉ việc là gõ cái password enable là 123 và ngay lập tức chúng ta sẽ vào được cái giao diện đặc quyền cao nhất của cái con router R1 này, đó chính là cái mode Privileged Access Mode. Thì tại mode này chúng ta được toàn quyền thực hiện tất cả những cái câu lệnh kiểm tra con router R1 cũng như là có thể vào được mode Global Config để tiến hành cấu hình thiết bị này. Chạy muốn vào chế độ Global Config á, chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh là Configure Terminal như những cái bài học trước chúng ta đã tìm hiểu rồi. Đó là cái thông tin mà chúng ta cần phải cấu hình bật cái dịch vụ Telnet trên router R1 lên. Thứ nhất là gõ ba cái câu lệnh ở phía trên để bật cái dịch vụ Telnet lên. Thì nếu mà chúng ta muốn cho phép người quản trị có thể là cấu hình được thêm thiết bị nữa thì chúng ta cần phải khai báo thêm enable password. Rồi, đứng tại con router R1, nếu mà chúng ta muốn kiểm tra là ai đang tiến hành móc nối tới router R1 để cấu hình á, thì đứng tại router R1 chúng ta có thể thực hiện câu lệnh là show user. Thì thông thường là chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh này bằng cách là lấy máy tính kết nối và cap console và con router R1 để kiểm tra xem là hiện nay ai đang cấu hình con router R1 của chúng ta. Thì tại đây mọi người có thể kiểm tra được cái thông tin chẳng hạn như là cái dòng đầu tiên là console 0, tức là ám chỉ là có người đang kết nối trực tiếp với router R1 và đang cấu hình thiết bị thông qua cái cổng giao tiếp console. Còn video 20 tức là ám chỉ là đây là người đầu tiên telnet vào con router R1. Và thậm chí là chúng ta sẽ biết được IP của cái thiết bị đầu cuối này là 192.168.1.2. Đây chính là IP của máy tính 1 ha. Nó đang kết nối telnet tới con router R1 thành công. Và lúc này chúng ta muốn ngắt cái pin telnet của máy tính PC1 này thì chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh là clear line 324. Thì cái con số định danh 324 này nó giống như cái số tiến trình á. Thì tùy theo cái phiên kết nối mà mọi người thực hiện thì cái con số này nó không lúc phải lúc nào cũng là 324 mà có thể là một cái con số bất kỳ. Thì tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta sẽ phải thay đổi bằng cách là gõ clear slide 324. Hoặc đôi khi mọi người sâu ra làm lab á, sâu ra thì cái con số này lại là 11, thì chúng ta đơn thuần là gõ câu lệnh clear line 11 thì lúc này nó sẽ ngắt cái pin telnet mà từ cái thiết bị đầu cuối đang móc nối tới con router R1 là 192.168.1.2 nè. Để tránh cái tình huống là máy tính của người quản trị là PC1 nó telnet quá lâu tới con router R1 mà lúc này người quản trị quên thoát ra, thì lúc này chúng ta có thể là console vào con router R1 show user. Và mọi người lưu ý là show user của chúng ta là có chữ F và chúng ta sẽ ngắt cái pin telnet này, tức là xóa những cái thông tin telnet của người dùng móc nối tới, như vậy mới đảm bảo được cái tính bảo mật trên hệ thống.